Wow các bạn ơi, wow bên này còn ở đây có chiếc xe các bạn. Wow các bạn ơi, có chiếc xe gì đây bạn? Wow bên này, ui các bạn xe gì đây? Wow các bạn chiếc xe gì đây? Có gì đây các bạn? Wow các bạn ơi bạn, wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe gì đây bạn? Wow các bạn ơi, wow xe này xe gì đây? Wow các bạn ơi, wow các bạn ơi, bạn ơi, wow các bạn ơi, bạn, wow các bạn ơi. Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi mới mình nha. Wow các bạn ơi, ở đây có cái gì đây các bạn? Ô, nguyên một chiếc xe cần cẩu Lego luôn các bạn ơi. Đó nè, các bạn nhìn nè, đẹp chưa các bạn? Đây là cái cần cẩu nè các bạn. Rồi, bên này các bạn ơi. Ô, ở đây có con Kimmy Toilet phá hủy nó luôn nào. Rồi, các bạn ơi, ở đây có cái gì đây các bạn? Đây là con Lego Cameraman nè các bạn ơi. Ô, các bạn ơi, ở đây có nguyên cái bồn cầu luôn nè các bạn ơi. Để mở coi. Ui các bạn ơi, trời ơi, ở trong này có nguyên con Lego Kimmy Toilet nè các bạn ơi. Đó, Lego Kimmy Toilet bồn cầu nè, ghê chưa các bạn? Rồi, ở đây có gì đây các bạn? Wow các bạn ơi. Một chiếc xe, wow, đây là một chiếc xe container chở theo hai chiếc xe cảnh sát bạn ơi. Một chiếc nè, hai chiếc nè, xe lửa nè các bạn. Rồi, bên này các bạn ơi, wow, bên này có chiếc xe gì đây? Ô các bạn ơi, đây là một chiếc xe khủng long nè. Wow, còn đây là cái móc kéo nè các bạn ơi. Rồi, còn đây là cái chuồng thú chở theo con hổ nè bạn ơi. Rồi, còn đây chuồng thú chở theo nguyên con thỏ này, khủng long nhìn đẹp chứ các bạn. Rồi, bên này các bạn ơi, wow, ở đây có chiếc xe các bạn. Ô các bạn ơi, đây là một chiếc xe ô tô màu vàng nè, chở theo một chiếc xe ủi cát nè các bạn. Đó, để lên nè, đẹp chưa các bạn? Rồi, các bạn ơi, ở đây có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, nguyên con Lego Ta biết comment nè, phá hủy nó luôn. Rồi, ở đây có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, một chiếc xe container nè các bạn ơi. Đó, xe container đẹp chưa các bạn? Rồi, chở theo một con cá mập nè các bạn ơi. Rồi, còn đây con gì đây các bạn? À các bạn ơi, đây là con cá sấu nè các bạn ơi. Rồi, còn đây, đây là con gì các bạn? À đây con chó nè các bạn ơi. Rồi, còn đây, ý các bạn ơi, đây là con heo nè các bạn. Đó, nhìn đẹp chưa các bạn ơi? Nè 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 nè. Rồi, bên này các bạn ơi, bên này có chiếc xe gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, một chiếc xe container nhìn ngầu chưa nè các bạn ơi? Siêu dài luôn nè các bạn ơi. Ở đây chở theo một chiếc xe ô tô nè. Đó, thêm một chiếc xe ô tô nữa nè các bạn. Rồi, thêm một chiếc xe này xe gì đấy bạn? À, đây là một chiếc xe máy bay trực thăng đó bạn ơi. Rồi còn đây, à đây chiếc xe Jeep nè các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có gì đấy bạn ơi? Wow, đây là zombie nè các bạn ơi. Đó, zombie giáo sư các bạn ơi. Nè, gắn vô nè bạn ơi. Đó, rồi nhấn zombie giáo sư nè. Wow, hay chưa bạn ơi? Wow, còn quá giật bồn cầu nhìn ngầu chưa các bạn? Rồi bên này các bạn ơi. Wow, bên này. Ui các bạn ơi, bên này có một chiếc xe này. À, đây là xe chở tội phạm các bạn. Mở ra, sau đó chúng ta sẽ bỏ tội phạm vô các bạn ơi. Nè, đó, rồi, đóng nắp lại, đóng nắp lại. Wow, đẹp chưa các bạn? Rất là ngầu luôn. Wow các bạn ơi, ở đây có chiếc xe gì đây? Wow các bạn ơi, một chiếc xe ủi cát nè các bạn ơi. Đó, xe ủi cát màu xanh lá cây nhìn đẹp chưa? Wow, còn đây là chiếc xe ô tô nè, chở theo chiếc xe ủi cát nào. Hin nên nên nên. Rồi, bên này các bạn ơi. Wow, bên này có con Lego Bitcoin nè các bạn ơi. Phá hủy nó luôn. Rồi, ở đây có một chiếc xe gì đây? Wow các bạn ơi, đây hình như là một chiếc xe ô tô, chở theo một chiếc xe ô tô nè, hai chiếc xe ô tô nè, một chiếc xe cảnh sát, hai chiếc xe cảnh sát. Wow, còn đây là chiếc xe cảnh sát nè các bạn ơi. Đó, trong này có anh cảnh sát nè các bạn. Đó, biển số xe là 899 nha. Wow, xe rất đẹp luôn. Rồi cho xe chạy vô nè, cho xe chạy vô nè, gài cái này lên các bạn. Rồi cho xe cảnh sát lên nè, cho xe cảnh sát lên nè. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe. Wow, đây là một chiếc xe container nè các bạn. Ở dưới này chở theo xe đua nè, ở dưới này chở thêm máy bay trực thăng nữa, thêm một chiếc xe cứu thương nè các bạn ơi, thêm một chiếc xe cứu thương nữa. Wow, đẹp chưa các bạn? Ồ các bạn ơi, ở đây có con zombie cục điện nè các bạn ơi. Zombie cục điện, hai cha con zombie cục điện. Ồ, con nó nhảy ra các bạn ơi. Nè, con zombie con nè các bạn ơi. Nè, chúng ta sẽ gắn vào đây nha các bạn. Đó, rồi bấm nút này. Ồ, con nó nhảy ra bạn, hay chưa bạn ơi? Ui các bạn ơi, ở trong cái thùng này có gì đấy các bạn? Wow, đây là con Bitcoin nè các bạn ơi, phá hủy nó luôn. Rồi ở đây có cái thùng ben nè các bạn ơi. Ồ, thùng ben này lắp cho xe nào ta? Ui các bạn ơi, đây là xe gì đấy các bạn? Ha, à, mình biết rồi, mình biết rồi. Đây nè, đó, xe cậu múc cát nha, ráp vô các bạn ơi. Đó, mình đã sửa chữa xong một chiếc xe cậu múc cát các bạn. Rồi bên này các bạn ơi, wow, bên này có cái gì đây các bạn? Ồ, có camera men nè các bạn ơi. Đó, phá hủy nó luôn. Rồi ở đây có cái bánh xe, lấy ra các bạn. Rồi còn đây là cái thùng hàng nè các bạn ơi. Đó, mình sẽ gắn cái thùng ben vô. Wow, xong rồi. Wow, một chiếc xe ben. Ồ các bạn ơi, ở đây có gì đó bạn? Lấy cái đồ trộn bê tông các bạn, bây giờ mình sẽ lắp vô đây. Rồi ok, xong rồi các bạn ơi, mình đã sửa chữa xong chiếc xe trộn bê tông rồi nè, nhìn rất là to luôn các bạn. Rồi bên này các bạn ơi, ở đây có chiếc xe gì đây bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe container các bạn ơi. Đó, bạn xe container nhìn ngầu chưa? Dưới này chở theo một chiếc xe ô tô cảnh sát nè, thêm một chiếc xe buýt cảnh sát nè các bạn. Rồi thêm một chiếc máy bay trực thăng nữa nè. Wow, xe đẹp chưa các bạn? Nè 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 nè. Rồi bên này các bạn ơi, bên này có chiếc xe gì đấy bạn? Wow các bạn ơi, một chiếc xe này xe ben nè các bạn ơi. Wow, xe ben nhìn bự chưa các bạn? Rồi mình sẽ cho chở zombie cục điện nha các bạn. Rồi còn đây là xe gì đấy bạn? Wow, đây là xe cậu múc cát các bạn ơi. Đó, xe cậu múc cát chỗ này cho tài xế ngồi lái xe nha. Wow, ở bên này có xe gì nè các bạn ơi? Wow, xe này xe gì đây? Wow các bạn ơi, đây là một chiếc xe cậu múc cát cảnh sát các bạn ơi. Đó, xe cậu múc cát cảnh sát nhìn ngầu chưa? Rồi còn đây ô tô cảnh sát nè các bạn ơi. Ở còi xe màu xanh nước biển nha, chỗ này tài xế ngồi lái xe, lơ xe ngồi đây các bạn. Đó, mình sẽ để đây nha. Rồi cho xe cậu múc cát lơ các bạn. Đó, nhìn đẹp
đẹp chưa các bạn? Rồi, ở đây có một chiếc xe cứu hỏa. Bây giờ mình sẽ sửa chữa lại bánh xe các bạn ơi. Đây, một bánh xe. Mình tiếp tục thêm bánh xe đây. Ok, xong rồi. Xe cứu hỏa đẹp chưa bạn? Đây có vòi xịt cứu hỏa chữa cháy các bạn ơi. Ở trên này có những cái thang nữa bạn. Ở đây có thang leo lên các bạn ơi. Wow, xe cứu hỏa màu đỏ nhìn rất đẹp luôn nha. High quality nha các bạn. Rồi, chạy ra. Ô, ở đây có chiếc xe gì đây các bạn ơi? Wow, các bạn ơi. Ở đây có một cái thùng hàng đó bạn ơi. Wow, thùng hàng container, mở ra coi các bạn. Ô, các bạn ơi, ở trong này có rất nhiều chiếc xe luôn nè. Một chiếc xe nè, rồi hai chiếc xe nè, ba chiếc xe nè. Wow, rất đẹp luôn các bạn ơi. Ô, còn đây là gì đây bạn ơi? Ô, các bạn ơi, trên đây chiếc xe container nè. Ô, nó bị xúc cái ống khói bạn ơi. Bây giờ mình lói bạn, đây gắn vô đây các bạn ơi. Đó, rồi xong rồi. Ô, một chiếc xe container nhìn siêu đẹp luôn nha các bạn. Rồi đi qua đây nào các bạn ơi. Ô, các bạn ơi, ở đây có chiếc xe gì đây bạn ơi? Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe ben nè các bạn ơi. Đó, xe ben lúc lắc nhìn đẹp chưa nè các bạn. Đó, chỗ này cho tài xế ngồi lái xe nha các bạn. Wow, các bạn ơi, ở đây có hộp gì nè các bạn ơi? Wow, các bạn ơi, một chiếc xe ô tô. Wow, đây là xe đua màu vàng đó bạn ơi. Wow, đẹp chưa các bạn? Rồi còn đây chiếc xe ô tô màu xanh nước biển nè. Ở đây chiếc xe đua đó bạn. Đó, rất là ngầu luôn. Rồi còn đây là xe gì đó bạn? À, đây cầu hút cát. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô. Ok, một chiếc xe cầu hút cát nè các bạn ơi. Ồ, ở đây có gì nữa nè các bạn? Ồ, đây là cầu hút cát. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô luôn các bạn. Ok, mình đã lắp ráp xong chiếc xe cầu hút cát các bạn ơi. Wow, xe cầu hút cát đẹp chưa? Ồ, ở đây có xe gì đấy bạn? Wow, các bạn ơi. Ồ, đây là xe gì đây? Một chiếc xe container siêu dài luôn nè các bạn. Ồ, rất là đẹp luôn nha. Wow, bây giờ đây có chiếc xe gì đấy bạn? Ồ, một chiếc xe cầu hút cát bạn ơi. Đó, xe cầu hút cát siêu đẹp luôn nha các bạn. Rồi, còn đây là xe gì đấy các bạn? Ồ, đây là chiếc xe ben nè. Ồ, rất đẹp luôn nha các bạn. Rồi, ở đây có một chiếc bánh xe cho chiếc xe chậu bê tông các bạn. Đây, một bánh xe đây nữa các bạn. Rồi, ok. Wow, chiếc xe chậu bê tông ngầu quá, chạy vô nào. Ồ, các bạn ơi, đoạn đó đụng chúng bạn à, xe ben bully các bạn ơi. Đây, xe bully nè các bạn ơi, gắn bánh xe vô, một bánh xe, đọc thêm bánh xe nữa các bạn ơi. Đây, một bánh xe nữa các bạn. Ok, xong rồi. Wow, đây bạn xe ben cần cẩu nè các bạn ơi. Lắp bánh xe vô chiếc xe chậu rác cho bạn. Đây, gắn bánh xe các bạn ơi. Một bánh xe nè, xong rồi. Wow, một chiếc xe chậu rác siêu bự luôn nè. Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe gì nè các bạn? Đây, chiếc xe container nè. Đây bây giờ mở ra coi các bạn. Wow, các bạn ơi, một chiếc xe container siêu ngầu luôn nè các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn nè, có độ điều khiển luôn. Khởi động lên các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động chiếc xe container luôn. Ồ, chiếc xe chạy mạnh chưa các bạn? Wow, rất là mạnh luôn nha các bạn. Wow, hay nha. Nè, đó, chạy tới chạy lui nè. Wow, wow, chiếc xe chạy hay chưa bạn ơi? Đó, wow. Ôi các bạn ơi, chiếc xe này nó chạy đụng vô mấy chiếc xe của mình các bạn ơi. Kìa, ôi no no no. Ôi no 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 no. Ôi các bạn ơi, trời ơi, chiếc xe container này nó chạy các bạn ơi. Ôi no 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 no. Wow, wow các bạn ơi. Kìa, oh no, wow wow. Ôi các bạn ơi, trời ơi, chiếc xe container nó đụng chiếc xe container các bạn ơi. Kìa, oh no các bạn ơi. Trời ơi, cái chiếc xe container này chạy ghê các bạn ơi. Đó, trời ơi, nó đụng tới chiếc xe đó các bạn ơi. Wow. Oh no 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 các bạn ơi. Rồi ơi. Ôi trời ơi trời các bạn ơi. Rồi nó đang làm gì các bạn ơi? Kìa, nó đang chạy đâu nữa các bạn ơi? Kìa. Oh no no no. Ôi no, nó đụng hết mấy chiếc xe của mình các bạn ơi. Bạn ơi. Ô chiếc xe này nó chạy ghê các bạn ơi. Đó, nó phá hủy hết mấy chiếc xe luôn. Ồ, nó cán lên các bạn ơi. Đó, nó cán lên ghê chứ bạn ơi. Rồi bạn ơi, chiếc xe này đã bị mắc kẹt ở đây các bạn ơi. Đó, chiếc xe container rất là mạnh luôn nha các bạn. Thôi, mình để nó ở đây nha các bạn. Bây giờ mình về nhà ăn cơm học bài là bài tập nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.